Thưa quý vị, phát huy thành tích đạt được trong năm 2020 là đơn vị quyết thắng góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm Tân Sửu 2021, đội cảnh sát giao thông trật tự quận Sơn Trà đã triển khai lực lượng tuần tra khép kín địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tiềm ẩn tai nạn giao thông với quyết tâm Sơn Trà sẽ giảm sâu 3 tiêu chí, giảm số vụ, số người chết và số người bị thương trong năm 2021. Tại ngã tư Ngô Quyền, Võ Văn Kiệt vào sáng nay, bên cạnh việc người tham gia giao thông chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ, còn có nhiều trường hợp đi không đúng phần đường, làn đường quy định. Tình trạng không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, chạy quá tốc độ quy định, học sinh đi xe máy đến trường còn khá phổ biến. Chỉ trong buổi sáng đã có hơn 10 trường hợp vi phạm. Với những trường hợp này, đội cảnh sát giao thông trật tự quận Sơn Trà đã kiên quyết xử lý. Từ đầu năm đến nay đã triển khai rất nhiều trường hợp vi phạm. Trong đó những vấn đề liên quan đến trật tự an toàn giao thông cũng như đặc biệt là tiềm ẩn về tai nạn giao thông. Do vậy, lực lượng chúng tôi sẽ cố gắng trong năm 2021 để kìm hãm và giảm mạnh về số vụ, số người chết và số người bị thương trong các cái vụ tai nạn giao thông. Bên cạnh việc kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về an toàn giao thông, đội cảnh sát giao thông trật tự quận Sơn Trà còn phối hợp với các cơ quan chuyên môn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phối hợp với các trường học trên địa bàn vận động phụ huynh đội mũ bảo hiểm cho con em khi ngồi trên xe máy. Đặc biệt để góp phần phòng chống dịch COVID-19, đội cảnh sát giao thông trật tự quận Sơn Trà đã đảm nhận phần việc bảo vệ kiểm soát người ra vào các điểm cách ly tự nguyện tập trung tại các khách sạn trên địa bàn. Mỗi ca như vậy không có ít nhất một đồng chí cảnh sát phối hợp cùng với lực lượng chức năng của phường để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người cách ly và cũng như là lực lượng chức năng và các cái lực lượng khác để bảo vệ các cái điểm cách ly. Với những giải pháp cứng rắn quyết liệt trong công tác tuần tra kiểm soát giao thông, xử lý những hành vi vi phạm để dẫn đến tai nạn, nhất là vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích, Sơn Trà sẽ quyết tâm giảm sâu 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương năm 2021, góp phần thực hiện tốt chủ đề của năm 2021, nâng cao hiệu lực hiệu quả, thực thi pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.